Chào các bạn, hôm nay mình nạo dừa. Đây là cách nạo dừa của người con gái Bến Tre nè các bạn. Nạo bằng cách truyền thống, bằng một cái này gọi là cái gì ta, cái cây nạo dừa thôi, không biết làm sao. Cái này mình ngồi xuống rồi mình đè nó lên ha, mình ngồi thấp thấp nè các bạn. Ở phía dưới thì mình sẽ lót một cái thao hoặc là một cái mâm. Rồi mình nạo như này ha, mình nạo xoay 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 cái gáo dừa cho nó từ từ nó vô trong hết cái phần cơm dừa này nha các bạn. Đó là một cái cách đơn giản truyền thống của người Bến Tre. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn cũng thú vị phải không các bạn? Tại vì bây giờ người ta nạo bằng máy hết rồi, đa số là nạo bằng máy rất là nhanh. Ở đây thì còn một cách truyền thống như thế này tiện lợi, mình không phận phải nhà mà xa chợ đó các bạn, thì mình cũng nạo được ha. Mình nạo mình sử dụng ở nhà luôn, mình không cần phải ra chợ để mình phải thuê người ta nạo. Thì tuy là nó nhanh nhưng mà cái thời gian mình đi á cũng hơi xa, cũng khó ha các bạn. Ở đây mình nạo ở nhà và đây là cái cách nạo dừa của người Bến Tre. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Các bạn thấy hay hãy nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ kênh mình nhé.